Hello mọi người. Sau khi mình đã sim gói và bước xuống giường để đi tè thì có một bàn tay bất ngờ chụp lấy chân mình và nó đã nói rằng: Anh TQ ơi, xem ra theo Linh đi anh. Và mình nhìn xuống và nhận ra rằng đó không phải là con ma nào cả, mà chỉ là fan của mình núp dưới cầm giường thôi. Ở dưới này còn ai không vậy? Nói giỡn vậy thôi chứ mình cũng rất là bất ngờ khi mà có rất nhiều fan biết rất là nhiều điều về mình. Có nhiều bạn cũng biết rằng là mình đang sống ở đâu, làm gì, hiện tại có cô đơn hay không. Và xúc xích của mình dài 300cm. Ok, có lẽ mình nói hơi quá, chỉ có 290 thôi. Ok, thì giờ này mình rất là buồn tại vì mình đã lớn rồi và không ai cho mình tiền lì xì nữa cả. Không chỉ vậy mà mình phải cho ngược lại lũ nhỏ nữa chứ. Nhưng mà mình nhận ra rằng mấy đứa cháu của mình bây giờ nó đã 40 tuổi rồi và nó đang kiếm nhiều tiền gấp 3 lần mình. Nếu như bạn giống mình thì trong gia đình nó sẽ có một vài đứa cháu, nó sẽ lớn gấp 3 lần tuổi của bạn. Ok, mà nhắc tới TikTok á, thì mỗi lần mà mình tán ai đó thì người ta sẽ lập tức có bồ. Mình rất là buồn lòng. Nên là nếu như bạn nào mà thấy idol nào cô đơn á, thì có thể giới thiệu cho mình nha. Gần giao thừa rồi mà không ai hôn nhau cả. Buồn thiệt sự. Ok, ngày nay sẽ cùng nhau coi chuyện ngày Tết của Tra Talent. Wow, cái intro lần này nhìn nó vẻ đầu tư hơn ha. Những cái video lần trước thì nhìn intro giống như là Drattling vẽ bậy trên tường, sau đó là cầm camera quay lại vậy đó. Có chi kìm, mỗi khi Tết đến xuân về thì lại có một phép màu. Đó là người lớn từ rất giàu, yes, trở nên nghèo. Oh no. Còn 100 người còn không một xu dính túi lại trở thành triệu phú. Vâng, đây là một trong hai sự kiện duy nhất mà bạn có thể trở thành triệu phú sau một đêm. Thứ nhất là tiền lì xì, và cái thứ hai đó chính là đánh số đề. Bây giờ các bạn tưởng tượng đi, nếu như bạn là người phóng khoáng, các bạn sẽ tặng một đứa nhóc 500.000 đúng không? Mà dòng họ thì đâu đó khoảng 10 mấy đứa nhóc là hết 5 triệu mấy rồi. Nhưng mà nếu như bạn là người keo kẹt giống mình, lì xì mỗi đứa 20.000 thì ít ra là cũng 400-500.000 rồi. Nếu như các bạn không biết được cái sự lớn lao của đồng tiền thì để mình nói như vậy này, các bạn dễ hiểu. 400.000 là các bạn có thể đổi thành 10 tô bún bò. Đó, thấy chưa, các bạn thấy đồng tiền nó bự chưa? Tưởng chừng ngày này sẽ tồn tại mãi như vậy, nhưng không lẽ có một cuốn sách cổ phải cần được canh giữ bởi 100 vị thanh nhân thổ không lộ, không lẽ nào sành chính là nó đó, nó có chưa một cầu thần chú, không không đừng đọc đó, đọc no lên thôi, tất cả đó ngăn quấy lại đi sẽ trở lại như cũ. Cho nên cuộc chiến long chân lớn đã nổ ra. Thật là thô thiển. Nếu như các bạn không biết á, thì YouTube dạo này nó rất là gắt mấy cái vụ kiểm duyệt á. Nên là để mà nhấn mạnh thì đây chỉ là một trò đùa vô hại thôi nha YouTube. Đây không phải là bắt nạt trẻ con hay gì hết. À, để ngăn cản cầu thần chú đó được thốt lên. Đưa lì xì đây. Cầu thần chú đó được lưu truyền cho cả đến tận ngày này. Wow, đó là một phút căng thẳng nhất cuộc đời của mình. Thôi làm cho mèo đi mày. Các người biết gì không? Tôi đã từng nghĩ ngày xưa chắc bà cũng nói với mẹ tôi: đưa lì xì đây, mẹ cầm hộ cho. Và rồi mẹ tôi giờ nói với tôi: đưa lì xì đây, ta cầm hộ cho. Và rồi sau này tôi cũng sẽ nói với con tôi như vậy, yeah, con tôi sẽ lý nói với cháu tôi như vậy, và cháu tôi cũng sẽ nói với chắc tôi như vậy, và chắc tôi cũng sẽ nói với chắc chít chút chít chút chít tôi như vậy. Đúng vậy các bạn ạ, đây là một cái vấn đề thế hệ. Lý do mà mẹ của bạn lại lấy tiền lì xì của bạn là đó là do bà nội của bạn lấy tiền lì xì của mẹ bạn, và đó là do ông cố lấy tiền lì xì của bà nội bạn, và do con cá nó đã bò lên bờ và tiến hóa thành loài người. Khoan, hình như là mình đi ngược hơi xa thì phải. Dù sao thì để phá bỏ cái nỗi đau truyền qua những thế hệ này thì chúng ta phải thay đổi từ ngay thế hệ bây giờ. Đúng vậy, mình đang đề xuất không đưa tiền lì xì, chúng ta sẽ tặng kẹo, tặng dưa hấu, trái cây. Chẳng có người mẹ nào nói rằng: con ơi, đưa cháu dưa hấu này mẹ giữ cho. Không có tiền thì không có niềm đâu. Tiền chính là cội nguồn của mọi tội ác. Yes. Tôi biết là tôi mới vừa chọc giận 3 triệu đứa trẻ Việt Nam. Ok, mình xin lỗi. Bạn có thể nhận tiền lì xì. Cứ như thế, nó thành cả một dòng chảy lịch sử luôn. Đúng vậy. Nên là cái văn Tết hóa của chúng ta rồi. Đẹp đẽ bao nhiêu thì tạm biệt Tết lại đau khổ và tổn thương bấy nhiêu. Đúng vậy đó mọi người. Là cái thời gian trước Tết nó còn vui hơn cả cái thời gian ở trong Tết nữa. Lên trường đúng không? Một tuần cuối trước khi mà nghỉ á, thì ai cũng lười biếng cả. Cái cảm giác như là các bạn được lên trường để thực sự chơi vậy đó. Ít ra thì ngoại trừ mấy cái thằng rớt môn nè, hay là mấy cái thằng mà chọc giận bà cô rồi để bà cho bài kiểm tra 15 phút. Mà nói vậy thôi chứ mình lên trường lúc nào cũng rảnh rỗi, không cần phải tới Tết. Đúng vậy,
mùa nào đối với mình cũng là mùa xuân cả. Nên là giáo viên mà nhắc tới tên của mình là họ sợ lắm. Nhưng dù sao tôi vẫn thích Tết, vì Tết được bú nước ngọt thả ga mà không bị cấm. Tết... Oh my gosh, anh ra telling à. Anh đã là hành động ngu xuẩn gì đây? Anh trộn coco với lại cam với lại bẫy lên hả? Anh khùng rồi hả? Đây là công thức pháo hoa, nhưng mà pháo hoa ở trong bồn cầu. Trong một mùa Tết mà mình có thể giảm được 10kg là các bạn biết rồi đó. Vào trong nhà tắm là mình tạo ra một cái dàn hò ca bằng mông. Tua tua tan tan. Được bú nước ngọt thả ga mà không bị cấm. Tết còn đếch sợ bố mẹ mắng vì thế sẽ mất dông. Đúng vậy, người ta rất là hay kiên cử vào những ngày đầu năm mới đúng không? Như là chửi nhau rùm beng thì sẽ gây xui xẻo cả nhà nè. Hay là người ta sẽ mời những cái người thành công á đi vào trong đó để chà đít lên mặt bàn, tường, mặt sàn gì đó để lay cái mùi thành công vào trong nhà đó. Hèn chi mà tôi đi vào nhà ai cũng bị đuổi hết, tôi cũng thành công mà. Và Tết còn được full combo quần áo mới, giày mới. Ý của mình là mẹ của mình rất là hay mua đồ bự size đó. Có nghĩa là 3 năm trước mẹ của mình đã mua cho mình một cái áo rộng gấp 3 lần mình. 3 năm sau là bây giờ đó thì nó đã mặc vừa rồi, nên là năm nay mình không còn mua đồ nữa. Ít ra thì nó cũng chất lượng tốt ha, cái áo này là 3 năm rồi nhưng mà nó vẫn chưa hư các bạn ơi. Ngoại trừ những cái vết ú vàng mấy con gián nó đói vào thì nó cũng khá là mới. Đẹp trai xinh gái nhất xóm. Quần áo ai mua cho mà đẹp thế nhở? Mẹ con mua cho đây. Oh my gosh, các bạn nhìn bộ đồ kìa. Người ta là bố mẹ mua đồ rộng ra để mặc sau này. Còn ông này là ông mặc đồ bó sát nữa chứ. Hồi đấy mỗi khi chuẩn bị Tết là mấy đứa trong lớp tôi đứa nào cũng háo hức, náo nức. Chỉ cần nghe thấy tiếng trống trường của buổi cuối cùng vang lên là auto. Năm sau gặp lại nhé. Vâng, đó là cái trò đùa bất hủ của tất cả những bọn con nít. Nó sẽ đợi lúc 11:60, sau đó nó sẽ nói rằng tao vừa thức trắng một năm. What? Làm sao? Khi nào mà tụi nó không còn đùa ngu như vậy nữa thì tôi biết rằng là tụi nó đã trưởng thành rồi và đã tới lúc để lấy vợ rồi. Mọi người ơi, bây giờ là ngày 28 mà tự nhiên có cái thằng cha nào bắn pháo hoa kìa. Các bạn nhìn ơi. What? Cái gì vậy trời? Các bạn ơi, thằng cháu của mình ở bên ngoài nó nghe tiếng pháo hoa cái nó sợ kìa. Cháu à, bình tĩnh, đó chỉ là pháo hoa thôi, không phải là súng đâu. Đây không phải là trường học ở Mỹ. Còn đôi giày thối với dép que khắm ấy thì tôi mang ra đánh thật sạch sẽ, chuẩn bị cho một năm mới chân thơm đi học. Rồi oh làm my gì thì làm. Gosh. Nhìn nó khắm quá vậy. Mình rất là hay mang giày da đúng không? Và mình cũng là con người hay thích giọt nước nữa. Thế là đôi giày của mình nó trở thành một cái ổ vi khuẩn. Và mình thật lòng xin lỗi tất cả những người bạn cấp 3 của mình. Tụi nó rất là hay hỏi là thằng nào mới vừa xì hơi vậy. Nhưng mà tụi nó không biết rằng đó chính là đôi giày da của mình. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã làm hỏng khu giác của tất cả mọi người. Đây là khuôn mặt ăn năn nè. Người có biết một món đồ cực thích của lũ trẻ con bọn tôi khi Tết sắp đến là gì không? Đó chính là bóng bay. Hồi đấy các người không thể tưởng tượng ra là bóng bay nó quý giá như thế nào đâu. Bóng bay hả? Mình có tưởng đó là súng bi hay gì đó. Hồi xưa mình có mỗi lần Tết đó là mình mua toàn 3 cây đó mọi người. Nhưng mà sau khi mình thấy là cái thằng hàng xóm á, nó chơi mà nó bắn làm sao mà cái viên đạn nhựa nó gập vào cổ á, cái mình sợ cái mình bỏ súng hết luôn. Hồi xưa mình hay chơi trò giả lập người Mỹ á, cầm súng. Hầu như chỉ được bán và xuất hiện vào Tết. Ngoài Tết sang mùa khác là hầu như không thể tìm được chỗ nào bán bóng bay cả. Thiệt luôn á hả? Mình không nghĩ là bóng bay nó hiếm tới vậy luôn á. Ý của mình là bây giờ dưới kia có một ông đang đứng bán kìa mọi người. Ông đó ông hay đứng gần mấy cái nơi mà có nhiều con nít á, để dụ cho lũ nhóc nó khóc lên và bắt bố mẹ mua cho nó. Tôi có còn tôi sẽ dặn nó né những cái thằng bắt cóc với lại những cái người bán bóng bay ra. Một cái bóng bay 50.000, trời ơi. Lũ bọn tôi trân trọng từng quả bóng bay cực kỳ. Ngày đấy có 3 loại bóng bay phổ biến nhất: bóng bay nhỏ, bóng bay to và bóng bay khổng lồ bà. Như bạn quên một cái bóng bay cuối cùng đúng không? Cái bóng cười. Oh my gosh. Tôi thằng bạn hồi xưa nó cũng thích bóng bay lắm. Nhưng mà lúc lớn thì nó vào ở trong mấy cái quán bar nó chơi. Nó vào nó cười xong rồi cái nó đăng story ở trên Facebook á, nhìn tệ nạn lắm luôn á. Mà mấy quả bóng nhỏ này thường bọn tôi thích treo lên cây đào. Và treo lên xong thì tất nhiên là nhìn nó xấu, xấu thiệt luôn á. Chỉ cần một trong hợp vậy. Hôm sau nó bị xí là nhìn nó sẽ hơi nhanh, hơi xanh xanh. Và nhìn cực kỳ giống ý như là... Là cái gì? Như là... Là chim bằng tùng bị buộc lên cây đào kia. Bé quá, bé quá. Đây là một cái câu xúc phạm rất là hay ha. Ok, mình sẽ ghi nó lại. Khi nào mà mình muốn làm cho một thằng nhóc nào khóc thì mình sẽ đọc nó lên. Bê rồi, nhưng nó sẽ cực kỳ khập khiễng nếu so sánh với bóng bay oxy. Wow, thật ra đó là helium các bạn ơi. Thật ra ở bên trong đó là khí heli hoặc là khí hero. Rồi, helium với lại H2. Bóng bay oxy vì nó bay được, cảm giác như kiểu có phép thuật nào đó rất là ảo ảnh ấy. Đúng rồi, cái bóng đó khi mà các bạn hít vào á, cái giọng của bạn nó sẽ keo lên giống vậy nè. Mình đã từng bị kiểm điểm tại vì hiệu trưởng tưởng rằng là mình mang bóng cười lên trên trường. Ở trong phòng hiệu trưởng, tại sao em mang bóng cười vào trong lớp vậy hả? Thế thầy, cái này là helium chứ không phải là bóng cười. À, vậy hả? Nhà dẹp cửa, lau bàn, chùi ghế. Oh my gosh. Có thể được mua một quả bóng bay oxy. Cái đó là cái ác mộng lớn nhất cuộc đời mình luôn á mọi người. Cứ mỗi lần mà mình về thăm ông bà nội của mình á,
xong rồi các bạn nhìn vào cái ghế, mình cảm giác như là cái ghế nó cũng nhìn lại mình. À, đó là cái ghế phượng hoàng, phượng long, phượng long gì đó, phượng rồng. Có nghĩa là các bạn muốn chà nó không chỉ là dùng khăn bình thường được, các bạn phải dùng cái tăm bông để quấy tay á, các bạn chọt vào từng cái khe hở và các bạn kéo. Mình không biết là cái nào nó sẽ nổ trước đầu của mình hay là cái cột sống của mình nữa. Kinh khủng thật sự. Vâng, chỉ ô tờ ốt mà ốt mốt nặng một quả bóng bay oxy. Cái của mình là 50k một cái bóng bay mà. Tôi sẽ bật mua nhiều sao được. Người phí lắm. Bí mật này. Tôi luôn xí luôn việc quét nhà, đặc biệt là quét sân. Tại sao nhỉ? Nó có sự hãnh diện, sự an ủi và một really? Chút tình người. Chưa cần quét sân mà chỉ cần cầm nhẹ cái chổi lên thôi là ngay lập tức. Ôi dồi ôi, con mẹ Lan giỏi thế. Tết dọn nhà quét nhà cho mẹ cơ. Trả bù cho thằng vẹt nhà bác. Mày ra đây mà xem học tập anh Long đây này. Oh my gosh. Quét nhà mà giống như là chạy show vậy đó. Làm như bạn là Sơn Tùng cầm cái chổi không bằng. Oh, mọi người hãy xem tôi làm điều nhảy trà sàn nè. What the fuck. Vâng, đó chính là cái lần đầu tiên mà anh Long chiến thắng được đứa con của nhà hàng xóm. Sau khi quét xong thì tôi không biết rằng là cái mặt đất với lại mặt của tôi cái nào đẹp hơn. Và rồi tôi quét nhà thật là từ từ. Thì ông này ông kéo, ông làm mẫu rồi mọi người. Để tất cả người lớn trong xóm, từ cô chú đến ông bà đều thấy cái sự chăm ngoan đó của tôi. Quá là ngoan, quá là gương mẫu luôn. Đó là phản ứng của gia đình anh ấy. Nhưng mà nếu như đó là mẹ của mình thì cô ấy sẽ hỏi rằng: mày là ai? Mày không phải Lợi, không lẽ thằng Lợi nó bị thay thế rồi sao? Mày giấu nó ở đâu? Tất nhiên, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó thì tôi háo hức để nhận lại phần thưởng của mình trong hôm 30 đó để còn kịp đú đờn ngay Tết chứ. Yeah, sure. Quá là đam mê nên tôi vẫn còn nhớ. Bà có bé bóng bay nè. Sáng nào xe bắn bóng bay cũng sẽ đi qua nhà tôi. Oh my gosh, damn. Anh Trattling à, anh có biết là 98% người xem của anh là dưới 15 tuổi không? Mà anh lại cho họ xem một con gà mặc bộ đồ tam giác. Nó là mình nhớ đến cái con Chica gì ở trong Final Fury đó mọi người. Các bạn hãy tưởng tượng nó mặc một bộ đồ bikini. Thiệt là phản cảm, thô thiển. Còn anh cũng vậy đó. Ngồi cái gì mà muốn rớt luôn cả hai quả quýt. Tôi biết đây là một cảnh buồn nhưng mà nhìn cái mặt nó gợi đòn thiệt sự. Các bạn à, các bạn có thấy nó trùng hợp không mọi người? Làm sao mẹ biết khi nào mà bà bóng bay đi qua để mà khó cưa lại thịt nước vào mặt bạn? Nó thật sự trùng hợp không vậy? Hay tất cả chỉ là một mưu đồ? Mẹ tiếc của con 50.000 mà mẹ có thể làm như vậy sao hả? Kết quả mà như quá. Vậy, nhận ra mình đã dính vào một cú lừa thế kỷ. Nhưng các người có biết gì không? Không. Cú lừa thế kỷ làm sao mà bằng cú lừa thiên nhiên kỷ? Tối hôm đó, và sau đó là... gần một tuần không tắm vì trời lạnh. Đây là hoàn toàn chính xác. Nhất là mấy bạn ở miền Bắc á, là cái này là cực kỳ đúng luôn. Mà nhớ câu năm nào đó mà mình nhịn tắm 7 ngày và khi mình tắm vào cuối năm để ăn Tết thì mình đã giảm được 2kg. Và 2kg đó là 2kg da chết mà bố của mình kỳ ra. Oh my gosh. Tôi gột rửa cơ thể mình bởi dòng nước ấm. Và sau đó mẹ tôi bắt đầu dặn dò những bài học không được quên. Đó là chắc chắn sẽ được sử dụng vào ngày mai. Nếu như khách đến chơi mà đáng trong phòng, chạy ra thật nhanh, miệng chạm thật to. Cháu chào bác à. Nếu như khách đến chơi mà cho lì xì thì phải xuôi tay, dạ cháu lên rồi. Cháu còn em gái đang tay trong nhà. Ủa đúng. Con cả bà cách đây không xa. Cứ như thế mà trên khai, cứ như thế mà, cứ như thế trên khai, chắc chắn sẽ giàu. Nhưng mà ai giàu? Mẹ giàu hay con giàu? Tiền đây, mẹ cầm mẹ sưu vô hết. Cất thật kỹ, làm sao mà sợ mất được. Con yêu cứ đục vào vì mẹ. Mẹ cất oh thật no. Kỹ cho. Nó xảy ra rồi. Con cò cần, cứ nói một câu mẹ đua cho luôn. Mẹ đua cho luôn, mẹ đua cho ngay. Mẹ sẽ nói rằng, ồ, nếu như con cần thì mẹ sẽ đưa cho. Nhưng mà một thằng nhóc lớp 3 thì cần gì? Vĩnh biệt tiền lì xì. Chúng ta đã có một khoảng thời gian 2 phút mặn nồng cùng nhau. Nhưng mà bây giờ là lúc phải đi rồi. Nhưng mà chỉ có 3 hôm thôi mẹ ơi, cho con xin thêm 200 lì xì. Oh my gosh. Các bạn nhìn cái đôi chân kìa. Mình tập 3 năm rồi nhưng mà vẫn không được gân guốc như vậy luôn á. Mình xấu hổ quá. Liệu mình có thể xin cái phương pháp tập gym của mẹ anh ra thao liên được không? Mày đưa tao dùng để nuôi mày hết. Không học đi, chỉ muốn ham chơi suốt ngày. Cơm nước học phi kỳ một này. Clip mày đang sang. Sách báo mày đang dùng. Học thêm thì sao. Sao mày tính toán quá vậy? Cái clip mà cũng tính toán.
Đó cơ bản là các bước của một cú lừa thiên nhiên kỷ. Ngày đấy tôi vẫn nhớ như in là Tết xong thường tổng lì xì là 1-2 triệu gì đấy. Tôi thấy lúc đó là 2 triệu cơ. Hồi xưa mình được có 600 nghìn mình tưởng là mình đã thống trị thế giới rồi. Nhưng mà 2 triệu cơ. Oh my gosh. Các bạn nhìn anh trai tôi lên đi. Trong ảnh là 70kg á, nhưng mà hết 20kg là vàng với bạc rồi. Giàu vãi trưởng, giàu kinh khủng. Chỉ đợi đi học để sĩ dởm với lũ bạn. Bọn nghe được lì xì bao nhiêu? Nó hỏi để nó khoe á, không nản lắm. 8 triệu nhá. 10 triệu. Wow. Thế mày được bao nhiêu? Tao nhiều lắm, không biết thì thôi. Sau khi flex số tiền xong thì flex cái này mà là tiền cao này. Mẹ tao cho cầm một nửa lì xì một nhá. Một nửa. Mẹ tao cho cầm hết nhá. Hết. Chuyện này không thấy được. Bạn đang sống một vũ trụ nào vậy? Liệu có thể mang tôi theo được không? Một vũ trụ mà không ai lấy tiền lì xì của nhau ư? Đây có phải thứ mà người ta gọi là thiên đường hay không? Còn mẹ tao cầm hết nhá. Mà đó là cây cú luôn. Thế là mình đã lên trên mạng và mình tìm hiểu. Khoan đã, mình có thực sự phải đưa tiền cho mẹ không? Về mặt pháp luật, và mình đã nhận ra rằng đúng vậy, tiền của chúng ta được pháp luật bảo vệ. Bạn không cần phải đưa nó cho ai cả. Hãy nhớ lấy điều đó. Mình thấy là câu chuyện của Stratolin lần này nó rất là dễ hiểu, là tại vì ai cũng có một cái trải nghiệm y hệt cả. Trừ khi bạn là sống ở phương Tây hay là bạn rất là giàu, có khi là cái tiền mà một ngày mẹ cho bạn còn nhiều hơn cả tiền lì xì nữa, nên là bạn không quan tâm là có giữ tiền hay không. Đậu xanh bạn. Bất khi khoan, không biết tại sao mà những cái ngày trước Tết á nó rất là lạnh lẽo, nhưng mà vào đúng cái ngày mà giao thừa thì bỗng nhiên mọi thứ nó ấm áp một cách lạ kỳ các bạn ơi. Mình không biết nữa, có thể là mình đang tưởng tượng ra cái gì đó. Nhưng mà năm mới chính là một khởi đầu mới để chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Đừng có hứa suông như năm ngoái nữa. Mình biết là năm ngoái các bạn hứa là năm nay sẽ có sáu múi. À, người tôi muốn sống như thế này sao? Tôi có quy tắc của riêng mình. Tôi đã hứa 3 năm chỉ để đến phòng gym, mà bây giờ tôi đang ngồi ăn pizza và xem TQ. À, người tôi muốn sống thế này sao?